tham gia nó rất là vui. Thứ nhất là vừa là rèn luyện sức khỏe, khỏe ra. Cái thứ hai là bánh dày giã tay thì nó có một cái sự khác biệt hơn là bánh dày mà dùng máy. Máy nó không có độ dẻo và cái độ dai. Nhất là ăn cái bánh dày nó có vị ngậy và béo thì nó không thể được như cái bánh dày giã tay được. Thì những cái nguyên liệu mà bánh dày giã tay thì nó thứ nhất là sức mình phải bỏ ra. Cái thứ hai là phải có những cái công thức gọi là truyền thống của các cụ để lại. Thì nó có vị nó riêng biệt luôn. Bánh dày biểu hiện cho mặt trăng và mặt trời, con cháu chắt xa xôi đều là nhớ ngày về nên là quê hương và tổ tiên và nhà thờ là của dòng tộc. Cảm ơn trời đất, cảm ơn tức là thiên nhiên tạo hóa ra con người và tạo ngô khoai lúa thóc gạo được mùa để cho như vậy nhân dân tức là hưởng thụ. Chúng tôi năm nào cũng thế, vui nhộn lắm, con cháu tập trung về đi nhận mồ nhận mã. Sau đó là như vậy là sẽ tổ chức giã bánh dày, bánh giò, cầu các cụ về để mong làm sao các cụ hộ độ trì cho trước hết là con cháu làm ăn tấn tài tấn lộc với gia đình thuận hòa. Thế vậy sau đó là cùng nhau là hoan hỉ.